À, thưa bà con á, thì hôm nay Tuấn là 27 Tết rồi, Tuấn sẽ đi vòng vòng ở chợ Vĩnh Hưng của Tuấn xem bà con buôn bán như thế nào, bông hoa như thế nào ha. Đây là chợ mà chợ mua đồ nghe, chứ không phải chợ bông nghe. Tuấn sẽ đi một vòng cho bà con cô bác ở đây hôm nay bán nhiều không ha. À, chị này đang bán bưởi nè. Dạ. 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 Cũng cầu chúc cho chị được vậy. Dạ. À, để đi dạo quanh cái ai. Đây là chị nước mía nè ha. Chút đi, chút một chút ghé, ủng hộ. Đây, bông hoa. Dạ hấu. Cam hồng, bông hoa. À. Bên đó thì rau trái cây. À. Đây quần áo lộn xộn đàn ấu trơn á. 150 luôn. Đồng giá 150 luôn mấy chị ơi. Quần jean nữ 200 mấy, tả 150 hết luôn. Cuối năm tả nào mấy chị ơi, áo khoác 350. Đây là 27 nha bà con, 27 Tết rồi nha. Không. Bên đây thì khô, khô cá. Đây, đây là lộn xộn người ngầu. À. Quýt ổi bán cầu, cam quýt. Bên đây thì rau rác. Đây là chị tàu hũ ha. Bán tàu hũ luôn ha. Bà con cô bác có đi ngang chị ủng hộ tàu hũ chị nha. Xoài. Cái này cũng rau cải nữa. Cái này gà vịt à. Cái này là cá thịt. Cái này là đồ biển. Tôm. Tôm. Cá. Cá đá hồng, cá tra, cá rô. Cá lóc. Đây cũng gà không? Đây cũng gà vịt. Mấy này là bán cá. Bên đây là khô cá chốt mà. À. Đó là khô cá chốt, đây là khô cá lau kiến. À. Cá sạc.
Đây là cá lóc, cá trê. Trê. Bà con nào đi ngang ủng hộ cô nha. Đây. Cá trê ghê không con? Cá lương nè. Giờ đây là cái chợ rau. Chợ rau. Thịt, cá. Đây gà vịt. Đây là cái giải bán thịt heo. Cá. Cái phim luôn đăng lên kênh Tuấn Thái Trị á, đây luôn thịt heo. Đây là bán đồ thực phẩm, đường, rau, muối, mắm. Đây. Dạ, lá gì cô? Lá dông ha. Dạ. Đây này mới bán tiền quá trời luôn nè. Tiền vàng. Bên đây cũng rau, quần áo. Bà con của bác là có đi ngang ủng hộ chị nha ha. Bưởi, mãng cầu. Mãng cầu, bưởi ngon đàng hoàng. Nhớ đăng em lên cho đẹp đẹp chút, đường này sốc quá kìa trời. Đẹp lắm đó, Tấn đẹp, Thái Trị. Đẹp dữ nữa kìa. Chị nói đó, chị đang ăn mãng cầu á. Bà đang ăn quay luôn kìa. Ê bà Hà, bà đẹp gái ông quay bà luôn kìa. Dạ, Tấn Thái Trị ở trong xã Thái Trị á. Dạ. Vậy cho bà con biết xem cái chợ Vĩnh Hưng của mình. Sao chị ngồi đây? Bé mấy tháng rồi chị? Hả? Hai mấy, nhiêu? Ủa tháng mấy hả? Rồi cha ở đâu mà ngồi đây? Bị bệnh hả? Nè giờ thì thôi giống như em có duyên với chị ha. Thì em hôm nay cũng đi lì xì cho bà con, nhưng mà thì hôm nay gặp về cái như chị có duyên đi. Em sẽ lì xì cho chị một bao lì xì ha. Giống như chị có duyên hay cho em có duyên. Nè em lì xì cho chị một bao lì xì, trong này có 200.000. À, chúc chị với bé năm mới dồi dào sức khỏe ha. Dạ. Không mua. À, bên đây là quần áo. Quần áo đồ chơi. Đó, đây quần áo rồi. Ở đây cơm nước bún riêu.
Alo, đang đi vòng vòng chợ nè, ngồi đi. Đây, dép dài vàng vòng quá trời luôn. Vàng vòng mà để ở Việt Nam, vàng vòng để gì không sợ ăn cướp gì hết trơn, nghe không? Ở Việt Nam nè, bà con cô bác thấy nè, vàng vòng bỏ ngoài đường luôn vậy đó, có ai đâu lấy đâu, vậy không? Chỉ có Việt Nam mình nói chứ cái kiểu này thôi. Đây, đây nay thì bán đồ trang trí nội gì tùm lum la nè, lúa đây, quần áo, quần áo may sẵn. Đây. Mấy đó là bách hóa xanh. À. À, đi mé mình nên bán rau bán gờ cái nữa. Bánh tét, bánh chưng, bánh tét, bánh ú. Quay cho bà con xem. Dạ, đưa lên truyền hình. Đây. Xoài, bắp. Em mới mua còn livestream nữa, còn quay phim. Mới mua rồi. Nè, 4 tỷ 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 nè. Hai tấm à. Mới mua rồi. Đưa cho hai đặt. Bên đây thì rau, rau rác. Đây, rau. Dưa, củ cải, đu đủ, cà pháo, củ kiệu, dưa chua. Nhìn hấp dẫn quá nè. Dạ. Cà pháo. Nên này rau ở đây, đây là rau. Sao che lại? Treo đứng ngoài hoài luôn đó. À, về xe chiều xem YouTube Tấn thấy chị thấy có người che mặt gì nè ngang. Nên này. Đây là rau rác rồi. Ai rau rác củ quả.
cuối năm xuất khẩu liên xả hàng chị ơi, xả lỗ luôn. Áo cái đi nam 400 mấy 300 mấy, giảm còn xả còn 150 một cái luôn, đồng giá 150 hết áo cái đi nam luôn. Quần jean nam 300 mấy 400 mấy, hai cái xả hết. Ê, giờ đứng đây nè bạn ơi. Bán nước mía mà đứng đây. Chào Tết bạn ơi. Chào Tết vui ghê chưa. Dạ bên đó mà. Đây cũng sắp dòng xong cái chợ này rồi. Đây. Bưởi 30k 45k 40k. Này bữa năm rồi hay bữa năm rồi? Dạ xanh. Dạ xanh. Thanh Long 20k. Này nó giá luôn hả? Tính thấy trị. Nè cái cô nè. Đó. Cô bán trái cây phải không? Chú à, cô bán trái cây nhưng mà năm nay sao 30k 40k, táo thì 50k, 40 30, nho thì 100, nho đen 150 180, nhãn 35, vú sữa 30, 70, 80, 40. À. Đây là đám bông hoa. Trời ơi, lấy chim nữa kìa. Này quay. Ủa, người đẹp đi ra ta lấy chim kìa. À. À, cái đẹp cái không? Trên bờ bàn ở giữa. À, đây là chợ Trung Duy, chợ Bào Sậy của chợ Vĩnh Hưng của Tấn. À. Rồi tạm biệt bà con nha, để đi vào vòng cho bà con xem. Chúc bà con năm mới làm ăn phát tài ha, nhập kịp nhiều may mắn ha. Tạm biệt bà con nha.